Cậu, cậu chấm cô ta phải không? Nhìn bề ngoài rất hợp ý của ta. Da trắng, tóc dài. Mẹ ơi, đàn trai tới. Lan, cô gái nghèo xinh đẹp, được một người đàn ông lạ để ý và đến nhà hỏi cưới. Tình cờ phát hiện vị hôn phu có những biểu hiện kỳ lạ trong đêm tối, khiến Lan rất lo lắng. Chúc các chàng đi thượng lộ bình an. Ta thu xếp công việc xong để quay về nước này. Vị hôn phu của cô là người như thế nào? Và cô sẽ làm gì để tìm ra sự thật? Mời quý khán giả đón xem những diễn biến hấp dẫn bất ngờ trong truyện Chàng rể bí ẩn sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.